Quý vị thân mến, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng ngày càng gia tăng, nhất là trong thời điểm cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn như hiện nay. Không chỉ riêng thủ đoạn lừa đảo, việc nhẹ lương cao, các đối tượng xấu còn tạo ra nhiều chiêu trò tinh vi khiến cho bà con nhân dân sập bẫy. Mới đây, để đánh vào lòng tham của nhiều người, các đối tượng đã tung ra hàng loạt chiêu thức dụ dỗ các nạn nhân lãnh quà tặng, thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân. Chuyện cảnh giác hôm nay sẽ phản ánh thực tế ở tỉnh Bắc Cạn. Đây là đối tượng Lâm Thành Di, 32 tuổi, trú tại thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, vừa bị Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Cạn bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức nhận làm bằng lái xe ô tô. Trước đó, Di thấy một người ở tỉnh Bắc Cạn có nhu cầu học bằng lái ô tô hạng FC. Di đã liên hệ qua mạng xã hội Facebook, thống nhất trao đổi và cam kết nhận hồ sơ học nâng hạng bằng lái FC của anh này. Hai bên thỏa thuận dịch vụ với số tiền 15 triệu 500 ngàn đồng. Khi chuyển tiền xong, đối tượng đưa ra nhiều lý do không đúng với thỏa thuận trước đó, đồng thời chặn mọi liên lạc để chiếm đoạt số tiền trên. Còn đây là nạn nhân có một chiêu trò lừa đảo khác. Nạn nhân nhận một cuộc gọi điện thoại. Đối tượng gọi điện, tự giới thiệu là nhân viên có một nhãn hàng điện tử, có chương trình tặng quà tri ân khách hàng, yêu cầu kết bạn qua Zalo để nhận quà. Sau khi thực hiện được một số nhiệm vụ, nạn nhân này đã nhận được một số tiền nhất định vào tài khoản. Sau đó, các đối tượng tiếp tục yêu cầu nạn nhân chuyển tiếp với tổng số tiền 16 triệu 500 ngàn đồng thì không rút lại được. Lúc này nạn nhân mới biết mình đã bị lừa. Cái lúc trước thì mình có biết nhưng mà mình cũng không nghĩ là như thế, bởi vì là gọi vào cái giờ đấy thì lại cái giờ là mình rất là chủ quan. Đấy, mình lại còn bận việc ấy, cho nên là thường là hay chủ quan. Mà hay tò mò, tốt nhất là mọi người đừng tò mò gì cả nữa thì sẽ đừng tò sẽ mò tránh vào được. Các cái giấy sẽ tránh được. Trong năm 2023, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Cạn phối hợp ngăn chặn kịp thời ngay vụ việc bị các đối tượng lừa đảo, yêu cầu chuyển khoản hơn 234 triệu đồng. Xác lập đấu tranh triệt phá 4 chuyên án, xác minh xử lý 25 vụ, 28 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Công an tỉnh Bắc Cạn đã tổ chức 32 buổi tuyên truyền hướng dẫn đảm bảo an toàn an ninh mạng và các quy định của luật an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao với hơn 5.000 người tham gia. Đối với tội phạm mà phòng chống tội phạm công nghệ cao như lừa đảo qua mạng thì lực lượng hình sự cũng sẽ xây dựng cái chương trình kế hoạch cũng như là cái nội dung công tác và đặc biệt là phối hợp với các cái đơn vị chức năng về nghiệp vụ để khi có những cái trường hợp xảy ra thì phối hợp xác minh làm sao nhanh nhất và để có những biện pháp được đấu tranh làm rõ được cái đối tượng hoạt động tội phạm này thì cũng rất là nhiều nhóm, nhiều loại, từ nhiều nơi, có thể có cả xuyên quốc gia. Cho nên là tôi nghĩ là không riêng thời gian nào, giáp Tết hay không giáp Tết, mà hàng ngày số đối tượng đều thông qua các số điện thoại, thông qua các tài khoản mạng xã hội được công khai thì sẽ tấn công đến từng người. Ai mà đã nhận diện được thì không mắc lừa, còn người nào mà chưa nhận diện được, chưa nhận ra được thủ đoạn thì sẽ mắc lừa. Vì vậy là cũng rất mong người dân chúng ta, người đã biết thì tích cực tham gia tuyên truyền với người chưa biết, mà trước hết từ những người thân trong gia đình của mình, đặc biệt là người già, phụ nữ, những người mà ít tham gia các hoạt động xã hội, để làm thay đổi nhận thức. Chỉ khi tự biết thì mới tự phòng ngừa được. Chiêu thức lừa đảo đánh vào tâm lý người tiêu dùng thích được tặng quà, các đối tượng dụ dỗ tham gia hoạt động chuyển phí các loại, sau đó chiếm đoạt tiền của các nạn nhân. Vì vậy, cơ quan chức năng đã cảnh báo người dân đề phòng các cuộc gọi tin nhắn lạ, không chuyển tiền cho đối tượng không rõ nhân thân lai lịch, tránh mất tiền oan uổng.